tô màu bức tranh con cào cào để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu. Vậy là mình đã đi tô màu xong rồi, các bạn thấy mình tô màu đẹp hay không? Mình xin một like và ký kênh cảm tất cả các bạn nhé. Thank you.
là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ tô vào bức tranh con sâu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vẽ. Đầu tiên mình đấy, vẽ mình vẽ. Không phải làm công việc, không làm ấy, có thế thôi. Không phải em tổ bây giờ không tổ đi làm được sự chọn. Giờ khi mày làm tổ đi làm tổ đi chọn tất. Đấy, mày làm tổ xong mày tao đi thích làm cái này, chúng mày đi làm để tao đi chơi. Quá là kỳ. Cùng quay ba ngày xứng đáng sướng quay lại quay buồn ba ngày cả mẹ đã lấy gì cả yêu xứng nặng một và sướng. Được, quá ok, đào một hố, đào một hố với tơ vàng.
giết nó thì toàn phải cho nó chết một cách to lớn thôi. Chói nó lại, bên mồm nó lại, lấy con dao dao làm khi 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 đường vào, xong kiến bò này nó cắn này. Anh thường được ở đây chói mà cả vài, nếu là mày thì trời chói mà, lên trà thôi. Thì trở đây sao cho đi, mà đi chui nữa. Chúng nó gặp táo, mày gặp rẻ đi. Ngặt tân. Rồi ngặt tân. Đi trong ngày rồi mình sao nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn.